Lợi mỗi ngày được 1 giờ. Tác giả: Ray Josephs. Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 2: Một ngày làm việc. Tắm rửa rồi, ăn uống xong rồi, bạn khoan khoái, khỏe khoắn, đem tất cả trí não, sức lực ra để làm công việc trong ngày. Dù bạn là công chức hay tư chức, làm thợ trong một xưởng, làm giám đốc một công ty, hay tự mình làm chủ công việc của mình, thì chương này cũng mở cho bạn thấy những chân trời mới trong khu vực hoạt động của bạn. Mà đa số những lời khuyên trong chương cũng áp dụng được vào các công việc trong nhà nữa. Mục đích của tôi là giúp cho bạn làm việc mau hơn, có nhiều kết quả hơn, nhất là tránh được những thủ tục hàng ngày mà tiến trong đời được. Lại thêm, khi đã có thì giờ riêng cho mình rồi, thì bạn có thể nghĩ tới những dự định của bạn mà thực hiện nó được. Đi tới chỗ làm việc. Thời buổi này, tại những đô thị lớn, ít ai có thể ở sát chỗ làm việc được. Nhưng nếu có cơ hội thì ta nên chịu thiệt thòi một ít về tiền mướn nhà, hoặc chịu ở chật hẹp một chút, ở một tầng cao hơn, cả một đường hẻm. Để tiết kiệm được mỗi ngày 2 giờ đi từ nhà tới chỗ làm và từ chỗ làm về nhà. Nhờ vậy, mỗi năm tiết kiệm được ít nhất là 500 giờ, bằng 60 ngày làm việc, mỗi ngày 8 giờ. Cũng có thể đặt vấn đề một cách ngược lại, nghĩa là kiếm một chỗ làm việc đừng xa chỗ mình ở quá, dù tiền lương có kém một chút. Nếu bạn như phần đông chúng ta ở xa chỗ làm việc, mỗi ngày mất nhiều thì giờ đi tới chỗ làm việc, thì cái đó không tai hại gì lắm, miễn là bạn biết dùng thời giờ ngồi trên xe điện hoặc xe buýt. Nhưng ngày nay có xu hướng di chuyển nhiều kỹ nghệ từ những thành thị quá đông đúc ra vùng ngoại ô, có khi ở xa hoặc về những tỉnh nhỏ nữa. Như vậy, thầy, thợ sẽ đỡ mất thì giờ để tới hãng, tới xưởng. Dĩ nhiên, muốn vậy phải hy sinh ít nhiều, phải thay đổi cả lối sống, nhưng số thì giờ tiết kiệm được sẽ đủ bù những nỗi bất tiện trong những buổi đầu phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Đôi khi, lãnh một công việc ít lương nhưng gần nhà mà lại hóa ra có lợi. Trở lại thí dụ trên, mỗi ngày mất 2 giờ di chuyển, mỗi tuần mất ít nhất là 10 giờ, bằng 1/4 số giờ làm việc của bạn rồi, vì mỗi tuần làm 40 giờ. Thời giờ đó có thể dùng vào một công việc khác hoặc để nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi là điều đáng kể đấy. Con đường ngắn nhất. Nếu có thể được thì bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng những phương tiện di chuyển từ nhà tới chỗ làm việc. Có khi khoảng cách không đáng kể mấy mà tốc độ di chuyển mới quan trọng hơn nhiều. Bạn có thể ở rất xa mà tới nơi rất mau nhờ tiện đường xe. Đi thẳng một mạch tới nơi, khỏi phải đổi xe nhiều lần. Lại có khi đường kẹt xe thì tuy gần cũng hóa xa. Phương tiện di chuyển cũng cần phải xét, nơi nào có xe điện thì đi xe điện mau hơn là đi xe buýt. Nếu có xe nhà thì lái xe nhà tới nơi làm việc là tiện nhất. Nhưng nếu chỉ ngồi xe một mình, thì tại sao không đề nghị các ông hàng xóm dùng chung xe rồi thay phiên nhau? Cứ hôm nay hoặc tuần này dùng xe người này, ngày mai hoặc tuần sau dùng xe người kia. Đỡ tốn xăng, đỡ hư xe, mà trong khi ngồi chung xe có thể chuyện trò vui vẻ với nhau được. Dùng thời giờ ngồi xe cách nào cho có ích? Ngồi trong xe điện hoặc xe buýt, người ta thường đọc báo, nhưng thời giờ đó có thể dùng một cách khác có ích hơn nhiều. Buổi sáng, ai cũng có tinh thần khỏe khoắn, sáng suốt. Sau một giấc ngủ ngon, tư tưởng của ta minh bạch hơn. Nghe đài phát thanh hoặc liếc mắt nhìn qua các tít trên tờ báo trong bữa điểm tâm là đủ biết việc gì xảy ra trên thế giới rồi. Khi ngồi trong xe, óc còn minh mẫn, ta có thể lập chương trình hành động cho ngày hôm đó. Suy nghĩ về công việc nào hơi rắc rối hoặc ghi vào cuốn sổ tay những ý chính để trả lời về một vụ nào đó. Buổi tối về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn có thể nghỉ ngơi, đọc kỹ tờ báo hoặc đọc tiếp tiểu thuyết bỏ dở hôm trước. Một số nhà kinh doanh nhận thấy rằng những giờ buổi sáng làm việc đắc lực hơn cả, nên đặt một máy ghi âm trong xe hơi, rồi trong khi tài xế lái xe,
họ đọc các chỉ thị cho máy ghi lại. Công việc của chúng ta không buộc chúng ta phải tổ chức quá mức như vậy. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng những giờ đầu trong ngày, trí óc minh mẫn hơn cả, làm việc có hiệu quả nhất. Giản dị hóa công việc. Bạn làm chi mà cực khổ vậy? Xét chung thì cách làm việc nào giản dị nhất là cách ấy tốt nhất, lợi thì giờ nhất mà đỡ mệt nhất. Chúng ta xét ở đây cách chắc chắn nhất để kiếm được mỗi ngày một giờ cho chúng ta. Giản dị hóa công việc không phải chỉ là kiếm một kỹ thuật hoàn hảo hơn, mà còn là kiếm một triết lý căn bản. Quy định mọi hành vi của ta có thể áp dụng vào mọi ngành hoạt động được. Nhiều người lệ thuộc thủ tục và sống theo những thói quen đã có từ lâu, không tự hỏi vì lẽ gì mình có hành động này, hành động nọ. Biết nhìn bằng một cặp mắt mới thì sẽ thấy được nhiều cái ích lợi. Và mới đây, người ta đã thành lập một khoa học. Khoa giản dị hóa công việc. Vì giản dị hóa công việc quả là một khoa học. Mới đầu, người ta có ý quay phim một nhóm thợ đương làm việc, rồi chiếu lại cho họ coi, hỏi họ về cách thức họ làm. Nhiều người tự nhận ra nhiều cử động của họ vô ích, và nếu làm lại theo một thứ tự khác thì kết quả sẽ tốt hơn. Đem ra thực hành, phương pháp nghiên cứu cử động đó không được hoan nghênh ngay. Nhiều người còn nghi ngờ bây giờ không có xưởng nào hơi quan trọng mà không tổ chức công việc một cách hợp lý và luôn luôn người ta thấy có kết quả. Tiết kiệm được thì giờ, cử động, sức lực mà năng suất lại cao hơn. Phương pháp là phải nghiên cứu kỹ lưỡng từng cử động một, rồi xét xem nó tiếp nối nhau ra sao để tìm cách sửa đổi. Ngay khi dùng những máy móc rất hoàn thiện mà người ta vẫn có thể cải thiện được nữa, vì chỉ cần rời chỗ một bộ phận, chẳng hạn một cái tay vặn hoặc sửa đổi hình thức của nó mà năng suất cũng tăng lên nhiều. Phương pháp đó không chỉ áp dụng vào các thợ điều khiển những máy móc rắc rối thôi đâu, áp dụng cho một nhân viên kế toán, một thư ký đánh máy cũng được. Chỉ cần chịu khó thỉnh thoảng nhận xét những cử động gần như máy móc của họ là có thể tìm ra được cách giản dị hóa và cải thiện công việc. Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây mà tự xét cách làm việc của bạn. A. Nghiên cứu cách làm việc. Cứ ngồi yên ổn ở nhà, nghĩ về cách làm việc của mình thì không thể nào biết rõ mình làm việc ra sao đâu. Phải phân tích những cử động thường ngày của bạn, hoặc tốt hơn nữa, nhờ một người ghi lại cho bạn. Bạn chia mỗi công việc thành 3 phần như sau. 1. Chuẩn bị. Cần có những dụng cụ gì? Lấy nó cách nào? Mất bao lâu thì chuẩn bị xong? 2. Làm việc. Ghi cả mọi cử động. 3. Xong việc. Mất bao lâu thì xếp dọn xong? Bạn ghi hoặc nhờ người ghi đủ các chi tiết về mỗi phần đó. B. Những câu hỏi cốt yếu. Bạn phải tự buộc bạn chép lại những câu hỏi dưới đây rồi đáp từng câu trên giấy trắng mực đen. Nội việc chép những câu đáp cũng đủ gợi được những ý mới cho bạn. Còn như chỉ đáp miệng thì mơ hồ lắm, không ích lợi gì. 1. Có thật là cần thiết không? Một câu hỏi như vậy có vẻ tầm thường quá, nên ít người đặt ra. Vậy mà nó rất có ích, cho ta biết được có những cử động chỉ do thói quen thôi chứ không cần thiết gì cả. Bạn thử xét xem có thể bỏ vài cử động nào không? 2. Ta đeo đuổi mục đích gì? Kết quả có tốt hơn hồi trước không? Có tiến bộ rõ rệt không? Muốn giản dị hóa công việc thì phải nhớ rằng mỗi tác động nào mới mà không làm tăng năng suất hoặc không cải thiện được chất lượng thì là tốn công, tốn thì giờ vô ích. Phải bỏ những tác động đó đi để tiết kiệm thì giờ cho mình. 3. Nơi làm việc. Có lý do gì quan trọng để vặt rau trong bếp không? Hay có thể làm ở ngoài sân với những người khác trong nhà? Có cần phải ngồi ở bàn giấy để đọc và phê một số giấy tờ nào không? Hay là có thể ngã lưng vào một chiếc ghế bành hoặc nằm trên ghế xích đu trên giường mà đọc? Hộp đựng hồ sơ có cần phải để xa như vậy không? Hay có thể đặt ngay bên cạnh, vừa tầm tay bạn? Chỗ bạn làm việc có tiện lợi về phương diện ánh sáng, tiếng động không? 4. Lúc làm công việc. Trong khi nấu bữa ăn trưa, có thể chuẩn bị cho bữa ăn chiều không? Trước khi ngồi vào bàn ăn, có nên đặt ấm nước lên lò để ăn xong có nước sôi pha cà phê không? 5. Ai phải làm việc?
Có nhất định bạn phải làm công việc này, công việc nọ không? Những người khác trong nhà, bọn trẻ chẳng hạn, có thể giúp đỡ việc nhà một phần nào không? Bạn ráng nghĩ xem để làm một công việc nào đó, ai là người có đủ khả năng hơn cả? Và nhiều khi bạn sẽ thấy rằng giao cho một người thợ chuyên môn lại rẻ hơn là để cho người nhà hí hoáy làm lấy. 6. Làm công việc cách nào hơn cả? Bạn có làm nhiều cử động vô ích quá không? Có phải di chuyển nhiều quá không? C. Nghiên cứu cho kỹ kỹ thuật mới. Sau khi đã phân tích từng cử động một, nghiên cứu nó kỹ rồi và ghi cả lên giấy, bạn nên bàn bạc với người trong nhà hoặc bạn bè trong sở, trong hãng. Hết thảy cùng tìm với nhau một cách để làm công việc cho mau hơn mà dễ dàng hơn. Bạn theo phương pháp dưới đây. 1. Loại bỏ hết những cái gì không cần thiết. 2. Tìm cách kết hợp vài cử động với nhau, nghĩ xem có thể thay đổi cách làm hoặc sửa đổi một dụng cụ cho đỡ tốn thì giờ mà năng suất không giảm. 3. Những cử động nào cần thiết không bỏ được thì kiếm cách giản dị hóa tới cực điểm. 4. Áp dụng các phương pháp mới, dù có phải thay đổi hết. D. Thực hành các kỹ thuật mới. Khi bạn đã nghiên cứu xong một phương pháp mới rồi thực hành nó đúng từng điểm, để xem nó có thực là tốt không. Vì có khi lý thuyết rất hay, đem ra thực hành mới thấy dở. Phải mất một thời gian rồi mới quen được. Thỉnh thoảng, bạn kiểm soát xem kết quả có được như ý không. Đừng bao giờ lấy làm thỏa mãn, phải tìm cách cải thiện dần. Bác sĩ Liliane Gilbert có 12 người con, nổi tiếng về cuốn Một chục 13, hơn là về nghề chữa bệnh, cho rằng trong nhiều trường hợp có thể tiết kiệm 60/100 thời giờ vào các việc trong nhà. Bà khuyên ta hễ kiếm được một thuật nào để tiết kiệm thời giờ thì nên nói cho người trong nhà và cho bạn bè hay. Ai cũng ráng tìm ý mới rồi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, có vậy mới tiến bộ được. Vả lại, sự hăng hái của mình sẽ lây qua người khác và chung quanh ta sẽ có rất nhiều người nhiệt tâm hơn, sung sướng hơn. Có ý nào mới thì phải đem thực hành vào mọi việc, chứ không nên chỉ thực hiện riêng trong sở hoặc trong nhà mà thôi. Nên có thói quen ghi những cải thiện có thể thực hiện được. Nếu không áp dụng được vào một việc nào đó, thì biết đâu chừng sau này chẳng có thể áp dụng vào một công việc khác. Những giờ thuận tiện để làm việc. Sáng nay tôi thấy dễ chịu lắm. Tôi có cảm tưởng làm cái gì cũng dễ dàng, nháy mắt là xong. Như phần đông chúng ta, chắc bạn thỉnh thoảng có cảm giác đó và tự hỏi nguyên do tại tâm lý hay tại thể chất. Ai cũng thấy có những ngày vui vẻ, hăng hái, những giờ mà làm việc gì cũng thấy dễ dàng. Yếu tố tâm lý cũng đáng kể đấy. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là yếu tố về thể chất. Có một sự quân bình trong cơ thể làm cho bạn vào những giờ nào đó làm việc không mệt nhọc mà được kết quả phi thường. Còn vào những giờ khác, việc gì cũng rắc rối, trục trặc, làm hỏng lên hỏng xuống. Không thể vẽ một đường biểu diễn chung cho mọi người về những sự biến đổi đó được. Vậy bạn phải ghi lấy những giờ trong ngày mà bạn thấy khoan khoái, mọi việc được dễ dàng. Thấy một dấu hiệu nào nhỏ nhặt cũng ghi liền. Một nhà sinh lý học ở trường Đại học Chicago đã chuyên nghiên cứu về trạng thái ngủ và thức. Ông ta đã nổi danh và đã tìm thấy điều này. Nhiệt độ của cơ thể có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ta. Buổi sáng ta thức dậy mà nhảy ngay xuống đất, cũng tùy thuộc nhiệt độ trong người. Nhiệt độ bình thường của cơ thể là 37 độ, nhưng trong ngày, dù ta khỏe mạnh, nhiệt độ đó cũng có thể thay đổi ít nhất là 3/10. Nhiệt độ thấp nhất là trong giấc ngủ, cao nhất là vào một lúc nào đó trong khi thức, ban ngày hoặc ban tối. Mỗi người mỗi khác, nhưng xét chung thì có thể phân biệt 3 hạng người. 1. Hạng người buổi sáng thấy khỏe khoắn, tỉnh táo, hăng hái làm việc. Khoảng giữa trưa, sự hăng hái đó đạt tới mức tối đa, rồi giảm dần dần tới tối thì hoàn toàn uể oải, không muốn làm gì cả. 2. Hạng người buổi tối mới khỏe khoắn, hăng hái. Họ ngại dậy sớm, cả buổi sáng đầu óc lơ mơ như trong sương mù, khó suy nghĩ được gì. Sau bữa trưa họ mới tỉnh táo và buổi tối họ hăng hái làm việc. 3. Hạng thứ 3, sung sướng hơn cả,
có được một phần những đức tính của hai hạng trên. Buổi sáng dậy thấy dễ chịu, bước ngay xuống đất, không khó nhọc gì cả, làm việc vui vẻ tới trưa. Buổi chiều hơi lừ đừ một chút, nhưng buổi tối thì lại tỉnh táo, hăng hái, vui thích. Sự phân hạng đó quá đơn giản, nhưng cứ áp dụng nó, bạn cũng có thể thấy được đại khái bạn thuộc hạng người nào, rồi tìm ra được những giờ khỏe khoắn, tỉnh táo nhất của bạn. Bạn sẽ dồn những việc quan trọng nhất hoặc khó khăn nhất vào những giờ đó, và kết quả sẽ tăng lên nhiều. Cần phải biết mình làm tới mức nào và tiết điệu của mình ra sao. Một con ngựa kéo xe mà bắt nó phi theo mức trung bình của một con ngựa đua, thì chỉ một lát là mình nó đầy mồ hôi, mũi nó thở phì phì, muốn đứt hơi. Trái lại, cứ để nó đi thủng thẳng theo nhịp điệu của nó, thì nó kéo được những cỗ xe nặng mà con ngựa đua không kéo nổi. Nếu bạn gắng làm việc theo một nhịp điệu quá sức bạn, thì cũng vậy, sẽ mau mệt, có hại cho thần kinh mà kết quả chẳng được bao nhiêu, cực nhọc vô ích. Tăng tốc độ của bạn lên. Sự hoạt động của ta không theo một đường nhất định đâu, thói quen có thể ảnh hưởng tới nó. Chẳng hạn Tổng thống Eisenhower luôn luôn thích dậy sớm, và ở trong quân đội, ông đã quen thức dậy lúc 6 giờ rưỡi, khi kèn thổi. Vô tòa Bạch Ốc, ông cũng cứ tới giờ đó là không ngủ được nữa, dậy khoác áo và sẵn sàng làm việc nếu các người cộng sự của ông cũng dậy sớm như ông. Có thể nói rằng thời đó bao nhiêu việc quan trọng nhất ảnh hưởng tới vận mạng của Hoa Kỳ đều được quyết định trước 12 giờ trưa. Buổi sáng, ông tỉnh táo, suy nghĩ minh mẫn tới nỗi các người cộng sự ngỡ rằng ban đêm ông đã thức để nghiên cứu các vấn đề khó khăn. Chỉ vài tuần chú ý là bạn có thể biết được tới giờ nào nhiệt độ của bạn cao nhất, làm việc dễ dàng nhất. Một thiếu phụ nọ suốt 2 tuần, ngày nào cũng cách 1 giờ lại lấy nhiệt độ trong người và thấy rằng nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 10 giờ rưỡi sáng tới 12 giờ trưa. Bà thu xếp để dồn những công việc quan trọng khó khăn vào lúc đó. Mới rồi, bà ta cho tôi hay, kết quả thật phi thường, mọi việc chạy vo vo, tôi luôn luôn vui vẻ. Chúng ta có thể làm thay đổi nhiệt độ trong người được. Chẳng hạn, buổi sáng mà tắm nước thật nóng, thì nhiệt độ của ta sẽ tăng lên trong vài giờ. Và như vậy, các chu kỳ thường ngày của nhiệt độ ta bị xáo trộn. Đi chơi mà bước thật mau thì kết quả cũng vậy. Tại một trường đại học nọ, người ta đã thí nghiệm, lựa hai nhóm sinh viên, nhóm thứ nhất cho ở trong một cái gác sát mái nhà hơi hư nát, thiếu tiện nghi. Nhóm thứ hai cho ở trong những phòng trang hoàng đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi. Đa số thanh niên thường bảo rằng nếu thực tâm muốn học thì ở đâu cũng học được. Khung cảnh xung quanh chẳng có chút ảnh hưởng gì cả. Nhưng cuộc thí nghiệm trên chứng tỏ điều đó sai. Hai nhóm sinh viên ngang sức nhau, cùng theo một chương trình mà nhóm thứ nhất ở trong gác sát mái nhà, học thua sút hẳn nhóm thứ hai. Nhưng còn trường hợp những bậc thiên tài có ngồi trong một phòng lộn xộn, trước một bàn giấy, giấy tờ sách vở bề bộn, thì làm việc mới đắc lực. Một số văn nhân tuyên bố, có lộn xộn như vậy tôi mới viết lách được, vì ít gì tôi cũng biết vật nào ở chỗ nào. Nếu bạn thuộc vào hạng thiên tài đó thì là một biệt lệ rồi, chúng ta khỏi phải xét. Nhưng xin bạn cứ thử xếp đặt lại cho chung quanh có thêm thứ tự, đẹp mắt hơn, dễ chịu hơn, xem kết quả ra sao. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn không làm việc mau hơn, dễ dàng hơn. Ánh sáng. Ánh sáng là một yếu tố quan trọng để làm việc mau hơn, tốt hơn. Trong các xưởng, chỉ cải thiện hệ thống đèn mà năng suất tăng được từ 10 đến 30 phần 100. Thế thì tại sao bạn không thử ở nhà xem kết quả ra sao? Nhất là phí tổn chẳng đáng kể gì so với phí tổn trong một xưởng. Công việc cũng chẳng khó khăn chút nào cả. Ngày nay, hễ nhân viên xin cải thiện hệ thống đèn, thì ít có ông chủ nào mà không chấp nhận liền. Vì ta đã hiểu rằng, có đủ ánh sáng thì làm việc mới mau, phí tổn không bao nhiêu mà lợi rất nhiều. Những ánh sáng mờ mờ, dịu dịu, huyền ảo để nghe nhạc hoặc ve vãn người đẹp thì rất hợp. Còn muốn đọc sách, may vá hoặc làm mọi công việc khác thì chỗ làm phải sáng, mà đừng có những bóng tối nổi bật quá, như vậy đỡ hư mắt. Nếu mắt đã kém sẵn thì càng cần có một ánh sáng tốt. Kính.
Đầu buổi tối bạn có thấy mỏi mắt, nhức mắt không? Sau một ngày làm việc ở sở, hoặc đọc, viết, hoặc đánh máy, có thấy nhức đầu, chóng mặt, uể oải không? Nếu có thì đừng nên buồn. Không phải chỉ một mình bạn như vậy đâu. Không thời nào người ta dùng cặp mắt nhiều như thời nay. Từ sáng tới tối làm việc không nghỉ mắt, đọc sách, may vá, hí hoáy sửa chữa. Đại khái thì tại những nước tiên tiến, 2% dân chúng vì mắt kém mà năng suất giảm mất 1/3. Thiệt biết bao về thời giờ và về sức sản xuất chung. Những chứng nhức đầu, mệt mỏi, quậu cọ, nguyên nhân thường tại mắt hư. Nhưng 100 trường hợp thì có 80 trường hợp có thể trị được rất mau bằng cách chữa mắt hoặc đeo kính. Mắt mà kém thì không được hưởng nhiều cái thú ở đời, mà làm việc gì cũng mất thì giờ, nhất là công việc làm bàn giấy. Đừng tự kiếm lấy kính khi mắt suy hoặc có tật, nên lại một bác sĩ chuyên trị về mắt, rồi lại một tiệm bán kính lựa kính cho bạn. Thị giác của ta thay đổi nên cứ ít nhất là 5 năm phải đi coi lại mắt một lần. Không tốn công gì mà lợi rất nhiều. Nếu bạn dùng kính hai tròng mà không thấy khó chịu thì nên dùng thứ đó. Đỡ bận bịu đi đâu cũng mang hai thứ kính mà lại tốn thì giờ mỗi lúc một thay kính. Bây giờ Âu Mỹ có thứ kính ba tròng tiện hơn kính hai tròng. Đừng phí sức của ta. Tận dụng khả năng của mắt là một cách tiết kiệm thì giờ, nhưng ráng đừng làm phí sức mắt. Tránh đừng bắt mắt nhìn bàn tay mình rồi nhìn sang một điểm ở xa. Như vậy mệt mắt mà nhiều khi chẳng có lợi gì cả. Một cô thư ký đánh máy thạo nghề chỉ nhìn vào tờ giấy, ít khi phải nhìn các chữ trên mặt bàn máy. Khi ta lái xe cũng vậy, không phải nhìn cái thắng, cái cần sang số. Trong các công việc khác, chúng ta nên tập thói quen dùng mắt càng ít càng tốt, ráng tìm những khí cụ không cần phải nhìn cũng sử dụng được. Chẳng hạn, nhấn một cái nút thì nắp mở ra, đưa bàn tay ra sờ cũng biết được có gì trục trặc hay không. Khi đan áo len, tập đừng nhìn hoài vào mũi kim. Chương 3. Tổ chức công việc của bạn. Muốn làm được nhiều việc trong một thời gian tối thiểu thì điều quan trọng là phải lập một thời khắc biểu rất đúng. Xin bạn đừng hiểu nhầm tôi. Tôi không muốn bảo bạn phải lệ thuộc thời khắc biểu của bạn đâu. Bạn không nên tham lam quá, tính sát quá tới cái mức không có một phút rảnh nữa, mà vừa làm vừa lo ngại không biết có kịp không. Mục đích của một thời khắc biểu là làm tăng năng suất của ta mà mất ít thời giờ nhờ khéo tổ chức. Ta phải xếp đặt công việc theo thứ tự, quan trọng nhiều, quan trọng ít, việc nào làm trước, việc nào làm sau. Muốn tiết kiệm thời giờ thì cần có một thời khắc biểu như sở hỏa xa vậy. Xe phải tới và đi đúng giờ. Và để tính những giờ đó, người ta căn cứ vào tốc độ bình thường của xe. Bạn cũng vậy, phải căn cứ vào năng suất thường ngày của mình mà lập thời khắc biểu. Mới đầu, đừng tự cho mình một mức quá cao. Không những vậy, nên tính đôi chút để phòng sự bất ngờ. Nếu bạn khéo tổ chức thì thời giờ dôi ra đó chính là thời giờ thuộc về riêng mình đấy. Các nhà kinh doanh, các thầy thợ, các bà nội trợ nào làm được nhiều việc cũng luôn luôn có một thứ thời khắc biểu. Người thì tính trước rất kỹ rồi ghi vào giấy, người thì phát sơ sơ trong đầu óc thôi. Tự mình phải lập thời khắc biểu cho mình, vì chỉ mình mới biết rõ công việc cùng khả năng của mình. Cái gì hợp hay cái gì không hợp với mình? Như người nào có một đời sống đầy đủ thì luôn luôn dự tính trước sẽ dùng thời giờ của mình ra sao. Nên ghi cho khỏi mất thì giờ. Tôi đã hỏi nhiều người có danh tiếng về cách làm việc của họ. Hết thảy đều có một lối riêng để ghi mọi việc cho khỏi mất thì giờ. Ông giám đốc tờ This Week Magazine, một tạp chí có định kỳ số in lớn nhất thế giới, bảo tôi, khi có một ý nào hiện trong óc ông về một việc gì phải làm, thì ông nên ghi lại tức thì đi. Như vậy, sau khỏi mất thì giờ nhớ lại xem mình phải làm gì. Rồi cứ cách một thời gian đều đều, ông nên coi lại những lời ghi đó, sắp đặt lại, theo một thứ tự đại khái nào đó.
Đó cũng là một cách tiết kiệm thời giờ nữa, vì như vậy ông có thể tổ chức công việc của ông theo một thứ tự hợp lý được. Nếu ông có gia đình thì cách đó rất tốt để nhắc nhở bà nhà, nhớ làm cho ông công việc ông đã nhờ cậy. Ông khỏi phải nặn óc tự hỏi, mình còn phải làm công việc gì đây, mà quên bẵng mất rồi. Biết cách dùng những lời ghi đó. Điểm khó khăn nhất của phương pháp đó là trước hết phải biết cách ghi, rồi dùng những lời ghi đó mà lập một chương trình. Nếu bạn chỉ ghi lấy lệ lên một cái bao thư rồi nhét vào một ngăn kéo nào đó, hoặc móc lên trên tường mà chẳng ngó ngàng tới nữa, thì hiển nhiên những lời ghi đó vô dụng, thà đừng ghi còn hơn. Ghi rồi mà để lạc mất hoặc không biết cách dùng, thì đời sống chỉ thêm rắc rối, vì thỉnh thoảng bạn lại sực nhớ có việc này việc nọ định làm mà không làm. Bạn đâm ra ân hận, nhưng đã trễ quá rồi. Những lời ghi đó chỉ có ích khi nào ta dùng nó làm yếu tố để lập một thời khắc biểu. Nhà chế tạo xe hơi Henry J. Uyser từng bảo, nếu chúng ta biết mình sẽ làm một công việc nào đó ra sao, thì công việc đó kể như đã làm được một nửa. Lập thời khắc biểu cho một ngày. Ông hội trưởng công ty vĩ đại DuPont D. Nemours bảo, đối với ông, sự tổ chức thời giờ đã thành một nhu cầu, và việc đó làm lợi cho ông gấp 3 hay 4 cái công ông bỏ vào đó. Đã từ lâu ông thực hành hai ý dưới đây. 1. Hễ có thể được thì ráng ghi trên giấy trắng mực đen. Trong mỗi giai đoạn, công việc của ta sẽ ra sao? Những thầy và thợ giỏi nhất luôn luôn tự lập cho mình một chương trình, rồi cứ bình tĩnh thực hiện những điều đã dự tính trước. 2. Nghiên cứu công việc hàng ngày của ta bằng cặp mắt của một nhà tổ chức chuyên môn. Ta biết rõ công việc của ta hơn bất kỳ ai và ta phải tự tìm lấy cách cải thiện nó. Thời khắc biểu cho một tuần. Lập thời khắc biểu cho một tuần rồi luôn luôn đặt ở trước mắt một tờ liệt kê những công việc quan trọng cho mấy ngày tới. Theo đúng vậy thì ít nhất mỗi ngày tiết kiệm được 25 phút. Bí quyết là phải luôn luôn phân biệt cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, rồi lại luôn luôn xếp lại hoài xem có cái gì hóa ra bớt quan trọng không. Có cái gì hóa ra quan trọng hơn không? Để việc gì gấp nhất thì làm trước. Khi lập bảng liệt kê đó, nên ghi lên đầu những việc chán nhất mà phải làm. Đã phải làm thì làm phắt đi, để hoãn lại chỉ thêm mất thì giờ, mất nghị lực thôi. Có khi tốn công gấp hai nữa. Biết tìm ra cái cốt yếu. Một người tổ chức khéo thì trước hết phải hợp lý hóa công việc của mình. Nghĩ xem việc gì phải làm trước hết rồi làm liền. Nhiều người do bản năng cảm thấy cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, nhưng không phân biệt được rõ rệt. Phải phân biệt cái chính với cái phụ, ghi lên thẻ rồi xếp đặt theo thứ tự. Việc gì quan trọng nhất thì phải cương quyết làm ngay. Nhất định gạt việc phụ ra một bên, đừng nghĩ tới nó. Như vậy không phí giờ, phí sức, giải quyết những vấn đề lặt vặt không ảnh hưởng gì tới kết quả tối hậu. Xét qua chọn vấn đề rồi lập một kế hoạch. Quy tắc chung là phân biệt những điểm cốt yếu và những chi tiết, rồi lập một kế hoạch hành động. Dĩ nhiên, khi lập kế hoạch, phải tiên liệu những việc có thể xảy ra sau này, nhưng không nên tiên liệu cho một tương lai xa quá, mà quên mất những việc sắp tới. Bạn nên nhớ rằng, biến cố cuối cùng mới xảy ra trong đời bạn không nhất thiết là biến cố quan trọng nhất. Vì nó còn mới mẻ nên ta có thể thấy nó quan trọng. Quan trọng nhất thời, sau này cách một thời gian khá xa rồi nhớ lại, ta mới nhận định được đúng giá trị của nó. Bạn nên tập thói quen đặt mỗi việc xảy ra trong một toàn thể hoạt động của bạn, hoặc vào trong cả cuộc đời của bạn rồi hãy xét nó. Như vậy, khỏi quan tâm tới các chi tiết mà lợi thời giờ được rất nhiều. Một chương trình cho 15 phút. Ông giám đốc tờ Christian Herald Magazine một hôm bảo tôi, từ lâu rồi có thói quen chia mỗi ngày của tôi thành từng khoảng, mỗi khoảng 15 phút, dành cho một chương trình riêng. Dần dần tôi quen mỗi việc chỉ làm 15 phút là xong, mà có việc trước kia tôi mất 20 phút. Bây giờ trở thành thói quen rồi, tôi chẳng cần định giới hạn cho tôi nữa. Tôi có một cuốn sổ nhỏ đen, trong đó tôi ghi tất cả những việc cần làm cho những ngày sau.
có khi cho cả mấy tháng sau nữa. Như vậy tôi biết được đại cương, chương trình hoạt động của tôi. Nếu có một sự thay đổi gì thì tôi chỉ cần mở sổ ra coi xem sau đó có công việc gì gấp nhất phải làm ngay. Chương trình phát thanh chia ngày ra từng khoản cho ta. Nhiều người đàn bà có thói quen theo chương trình phát thanh mà làm việc cho mau. Chẳng hạn họ định như vậy. Trong khi nghe tin tức thì ăn sáng, vừa hết tin tức thì ăn sáng xong, tới chương trình thể dục 15 phút, họ lại rửa chén trong 15 phút đó. Họ quét nhà, nấu bếp, giặt quần áo, mỗi công việc làm trong một chương trình. Rốt cuộc, họ khỏi phải nhìn đồng hồ mà biết được công việc làm có kịp giờ không. Có thể vừa nấu bếp, vừa nghe đài truyền thanh, vừa đan, vừa coi vô tuyến truyền hình. Công việc trong nhà như vậy thấy đỡ chán hơn. Cho đồng hồ chạy sớm một chút. Muốn cho kịp giờ, mặc dầu gặp những sự bất ngờ, thì nên cho đồng hồ chạy sớm ít phút. Cách đó hơi con nít thật đấy. Như về tâm lý nó có hiệu quả. Cho chạy sớm 15 phút là đủ lắm rồi, đừng quá lố. Vì quá lố thì sẽ ỷ vào khoảng thời gian dư đó mà cứ thủng thẳng rồi hóa trễ. Một nhà kinh doanh ở Nữ Ước đặt một chiếc đồng hồ riêng có 13 số chứ không phải 12. Như vậy, mỗi giờ hóa ra mau hơn. Chỉ có 55 phút 23 giây thôi. Và trừ lúc giữa trưa và giữa đêm, còn những lúc khác, đồng hồ đó chỉ giờ sai hết, không đúng các đồng hồ khác. Đồng hồ đó thật kỳ cục, nhưng ông ta bảo rằng chỉ ít lâu ông ta quen với nó và nhờ nó mà tiết kiệm được ít thời giờ để làm những việc mà ông thích. Chương trình cho một tháng. Henry Ford đệ nhị nhận thấy rằng lập chương trình một tháng trước, rồi mỗi tháng so sánh những việc mình đã thực sự làm được với những việc trước kia tính làm, thì chẳng bao lâu thấy tiến bộ lạ thường. Khi lập chương trình ấy, ông dùng 3 trang giấy khổ khác nhau, mỗi trang cho một tuần, không kể tuần hiện tại. Và có một khoảng trắng cho những việc bất ngờ. Mỗi tuần chia ra từng ngày, rồi mỗi ngày chia ra từng giờ. Nhìn vào đó, ông thấy được đại cương những việc ông phải làm trong mấy ngày sau. Nhưng đừng nên dự định xa quá, vì chương trình sẽ mơ hồ quá, dễ thay đổi. Mà không lợi ích gì cả. Hãng chúng tôi phải dự tính chương trình sản xuất xe hơi 3 hoặc 4 năm trước. Ngược lại, chương trình của mỗi người thì chỉ cần giúp ta tổ chức công việc mấy ngày, nhiều lắm là mấy tuần thôi, để có thể kết hợp nhiều hoạt động được. Tôi thường nhấn mạnh vào điểm đó, vì 2-3 việc có thể cùng làm một lúc mà đỡ phải lùi trở lại, hoặc làm một việc mà làm tới 2 lần. Thảo một chương trình. Mỗi ngày một lần, bạn có thể lấy tờ giấy, chút lên trên đó tất cả ý nghĩ trong đầu, rồi lựa những ý nào cần thiết thì giữ lại, không cần thì bỏ đi. Một cách nữa là cuối ngày, hoặc ở hãng xưởng hoặc về nhà, bỏ ra ít phút ghi tất cả những công việc cho hôm sau. Như vậy, ý tưởng trong óc bạn sẽ có thứ tự hơn, bạn sẽ thảnh thơi hơn để hưởng những thú vui lúc nghỉ ngơi. Bà Roosevelt thậm tín phương pháp đó, bảo: chuẩn bị công việc tối hôm trước thì hôm sau đỡ tốn gấp đôi thời giờ để suy nghĩ mà làm việc có hiệu quả hơn, bình tĩnh hơn nhờ có chương trình vạch sẵn. Lại được cái lợi nữa là buổi tối đó thấy bình tĩnh hơn, nghỉ ngơi được hơn là không lập sẵn chương trình để trong giấc ngủ đã không được yên, mà sáng vừa tỉnh dậy đã phải suy nghĩ luôn về những việc sắp phải làm trong ngày. Ghi những vấn đề mình phải giải quyết hôm sau như vậy không còn sợ quên nữa, mà cả buổi tối mình khỏi phải thắc mắc gì cả. Vả lại, nội việc ghi chép đó nhiều khi cũng giúp ta loại bỏ được những yếu tố vô ích, mất thì giờ mà tìm trước một giải pháp rồi. Liệt kê các công việc phải làm. Bạn có thể cho ghi các công việc phải làm như vậy là đáng chán, mà đôi khi mất thì giờ nữa, vì có người chỉ ghi lấy lệ, ghi rồi thì bỏ qua. Sợ dĩ vậy là vì ghi sơ sài quá. Chẳng hạn, mai phải làm vườn, phải đi mua giày, phải xếp sách. Ghi như vậy quả thực không có lợi gì mấy, phải ghi nhiều chi tiết hơn. Thí dụ, làm vườn, cho phân vô các chậu này, tỉa lá các cây nọ, sửa lại cán thuộng, lên luống cho hàng rau đó. Nghĩa là bạn lập một chương trình làm việc, rồi hôm sau cứ theo đó mà làm. Có việc làm sớm, có lợi hơn là làm trễ.
Chẳng hạn tới sở bưu điện lúc mới mở cửa, bạn đỡ phải đợi hơn là tới giữa buổi làm việc. Một bảng liệt kê dùng hoài được. Ông giám đốc một hãng quảng cáo nọ có thói quen ghi tất cả các công việc phải làm. Ông có tên 100 khách hàng thường giao dịch với ông nhất và cứ mỗi ngày ông kêu điện thoại 3-4 người để hỏi thăm công việc. Một tháng hết một lượt, nhờ vậy tránh được nhiều lời kêu ca mà lại nhận được thêm nhiều comment. Lịch nhật ký, agenda. Sổ tay không lợi bằng lịch nhật ký. Có nhiều thứ lịch nhật ký rất tiện cho ta. Mỗi ngày là 1-2 tháng. Có khi mỗi ngày còn chia làm nhiều ô, mỗi ô cho 1 giờ. Lại có những trang trắng để ta ghi địa chỉ, số điện thoại. Ta sẽ ghi theo thứ tự từng giờ mọi công việc trong ngày, kể cả những buổi hội họp hay tiếp khách với đủ các điểm quan trọng. Cây viết và miếng giấy. Ở bên cạnh điện thoại, ở đầu giường và ngay cả trong buồng tắm, chúng ta nên có sẵn một cây viết, một miếng giấy. Có ai cho biết một tin tức, một tài liệu, gì, hoặc ta bỗng nảy ra một ý gì thì ghi vắn tắt lại liền cho khỏi quên. Cách đó chắc chắn hơn là lấy khăn mùi xoa ra thắt mũi, nhất là khi mình không sổ mũi. Thời khắc biểu của các người chào hàng. Các người đi chào hàng có kinh nghiệm đều nhận rằng xin hẹn trước với khách hàng thì đỡ mất thì giờ, đỡ rắc rối, bực mình. Nhiều khi bí quyết thành công là có một cuốn lịch ghi trước mấy tuần chương trình đi chào hàng. Một hãng bán chịu phồn thịnh ở Mỹ đã lập ra 3 quy tắc dưới đây. 1. Những vụ nào có nhiều hy vọng thành công thì làm trước mà hoãn lại các vụ khác. 2. Thu thập những tài liệu cụ thể về các người có thể thành khách hàng của mình, rồi chuẩn bị một kế hoạch chào hàng. 3. Tùy theo số comment có thể lãnh được mà định chính sách bán, và phỏng đoán số comment được là bao tùy theo khả năng tài chính của khách hàng. Có sẵn cây viết. Cứ cộng những thì giờ của một bà nội trợ bỏ phí thì phải đi kiếm một cây viết chì để ghi một comment đưa cho người giao hàng hoặc ghi một địa chỉ thì ta không còn ngạc nhiên rằng bà ta thấy ngày ngắn quá. Mà nhiều khi kiếm được viết rồi thì mới hay rằng đầu chì đã gãy, mực đã cạn, nhất là trong những gia đình có nhiều trẻ thì trường hợp đó rất thường xảy ra, vì khi chúng chưa bị cái nạn làm bài tác văn, thì tất cả những cái gì dùng để viết quyến rũ chúng một cách kỳ dị. Vì vậy, mỗi bà nội trợ nên có một chỗ riêng để giấy viết mà không cho trẻ biết. Những đồ dùng đó đừng nên cho mượn, của ai người đó dùng, phải cương quyết để khỏi mất thì giờ lục lọi các ngăn kéo, các hộp viết của trẻ. Để cho thời khắc biểu khỏi hóa ra vô dụng, những lời khuyên ở trên giúp bạn tiết kiệm được thời giờ với điều kiện là bạn phải theo quy tắc căn bản dưới đây. 1. Phải biết rõ mình muốn làm cái gì. 2. Định rõ thứ tự, việc nào làm trước, việc nào làm sau, rồi áp dụng phương pháp làm việc. Dù là một bà nội trợ hoặc một giám đốc công ty, thì công việc nào cũng gồm 3 giai đoạn khởi thủy này. Suy nghĩ, lập một kế hoạch, tổ chức cách làm. Muốn cho 3 công việc đó được hoàn hảo, thì lại cần nhớ thêm 2 quy tắc này nữa. A. Gợi cho các người giúp việc thích công việc mà họ sắp làm, chuẩn bị cho họ làm. Như vậy họ sẽ giúp bạn được nhiều mà đỡ phải làm lấy. B. Còn công việc của chính bạn thì phải quyết định cho mau và làm cho đàng hoàng, có kỷ luật. Chúng ta thử xem một số nhân vật biết làm việc đã thành công giải quyết vấn đề đó ra sao. Thuật làm cho người ta hợp tác đắc lực với mình. Tôi đã hỏi ông giám đốc công ty hàng không American Airlines nghĩ sao về giai đoạn quyết định đưa một người từ địa vị thừa hành lên địa vị chỉ huy. Ông ta đã trả lời tôi như sau. Khi ông đệ nhất phó giám đốc của tôi mới nhận việc thì không một việc gì ông ta làm mà vừa ý tôi cả. Tôi đã mất biết bao thì giờ chỉ cách phải làm như thế nào, mà rốt cuộc tôi cũng có cảm tưởng rằng tôi làm lấy lại may hơn. Rồi tôi tự nhủ, có lẽ tại lỗi của mình chăng? Vì nếu tôi cứ tiếp tục làm lấy hết những việc tôi có thể làm được, thì tôi sẽ dậm chân một chỗ, sao mà tiến được? Tôi bèn thay đổi cách thức. Tôi lựa một số nhân viên hoạt động có khả năng, cả những người phương pháp làm việc khác hẳn phương pháp của tôi. Tôi cũng cứ dùng, rồi tôi đào tạo họ. Thế là tôi có thêm được nhiều bộ óc, nhiều cánh tay. Nhờ vậy mà tôi tiến bộ mau trong nghề. Ba chủ nhà thường không thỏa mãn về người làm công
ông chủ sự có cả ngàn điều phàn nàn về người dưới quyền. Ông chủ một hãng buôn thường cho những người bán hàng của mình là dở tệ. Nhưng mọi người đều hiểu rằng, không nhờ cậy những người đó mà cứ làm lấy hết thì còn tai hại hơn nữa. Nhiều khi chỉ do họ không lựa chọn kỹ lưỡng người giúp việc và không đào tạo họ tới nơi tới chốn. Ngạn ngữ có câu, người ta thường phải nhờ cậy một người nhỏ hơn mình. Câu đó đặc biệt đúng trong sự tổ chức công việc. Dù ở cấp bậc nào cũng phải nhờ người khác tiếp tay cho mình những việc lặt vặt. Nếu không thì còn thì giờ đâu để mà làm công việc của mình được. Đừng để ngập đầu vì những chi tiết. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể noi gương viên đốc dưới đây. Ông có một người thư ký coi kỹ trước mọi thư từ, hồ sơ rồi mới trình lên cho ông. Một hôm, ông bảo tôi, quy tắc của tôi là không bao giờ chất đầy giấy tờ mọi thứ trên bàn. Các người phụ tá của tôi giải quyết lấy đa số các việc thường ngày. Nhưng trái lại, tôi buộc rằng mỗi khó khăn lớn. Mỗi vấn đề liên quan tới chính sách phải đem trình cho tôi hay. Phương pháp đó giúp tôi giảm được 15% số các hồ sơ chất đống trên bàn các vị tiền nhiệm. Tôi chắc rằng Bộ Hải quân không có gì phàn nàn về phương pháp làm việc của tôi. Trái lại là khác, vì tôi có thể xét các vấn đề thực sự quan trọng một cách kỹ hơn. Nhưng thì giờ tôi tiết kiệm được mỗi ngày 3 giờ lận. Bà nội trợ nào cũng có thể theo quy tắc đó mà áp dụng vào gia đình mình được. Có nhiều người mà người khác trong nhà, đặc biệt là trẻ em, có thể làm được. Đã tiết kiệm thì giờ cho mình mà lại tập cho trẻ em có ý thức về trách nhiệm. Dọn bàn, sắp đặt đĩa chén, xếp áo, treo áo, quét nhà, lau bàn ghế. Những việc lặt vặt đó có thể nhờ trẻ em làm tiếp để khỏi thấy ngày ngắn quá và có được chút thì giờ rảnh. Trong phòng giấy, điều đó không thành vấn đề. Nhân viên là để giúp việc cho ông chủ, nhưng ông phó và nhất là cô thư ký nói chung là những người không có người ở dưới quyền thì ai sẽ giúp việc cho? Không có ai giúp việc thì có máy móc, đồ dùng, khéo dùng những vật đó thì công việc phòng giấy nhẹ đi được nhiều. Hồ sơ mà xếp đặt có thứ tự hợp lý, lúc nào cũng cập nhật thì không trễ thì giờ, không mất công lục lọi bực mình. Thì giờ dùng việc sắp đặt đó có lợi không kém thì giờ dùng để chỉ việc cho một người mới tới giúp việc. Việc nào có giờ nấy. Vì sợ bỏ quên những việc lặt vặt thường ngày mà việc càng ít quan trọng, người ta lại càng dễ quên. Những người không biết tổ chức, gặp những việc đó thì làm ngay. Thành thử những việc quan trọng bị bỏ trễ. Những người biết tổ chức không làm vậy. Họ có một cuốn sổ, mỗi buổi sáng ghi mọi công việc theo thứ tự quan trọng. Hoặc có một ngăn kéo riêng chứa những việc có thể hoãn lại. Lâu lâu mở ngăn kéo coi lại thấy có một vài việc hoãn lại như vậy, khỏi phải làm nữa, vì thời gian đã giải quyết cho rồi. Đành rằng có những biệt lệ, nhưng xét chung thì những việc không cấp bách thường có thể hoãn lại mà chẳng hại gì cả. Trút hết nỗi lo đi khi bước vô cửa. Đem cả ngàn nỗi lo lắng ở sở về nhà đã chẳng lợi gì cho công việc, mà còn đầu óc những giờ nghỉ ngơi của ta. Những giờ nghỉ ngơi đó linh thiêng, ta phải biết bảo vệ nó cho ta. Các nhà đại doanh nghiệp hiểu lẽ đó nên không bao giờ cho những nỗi lo lắng trong công việc làm ăn lấn đời tư của họ. Khi khép cửa phòng giấy rồi thì phải khóa luôn nỗi ưu tư của mình lại. Một nhà kinh doanh quen tôi có quy tắc này. Mỗi buổi chiều, trước khi ra về, bóc tờ lịch ngày hôm đó liệng đi, thế là xong công việc ngày hôm đó. Về nhà, ông ta nhất định không chịu quyết định một chút gì về việc hãng nữa. Châm ngôn của ông là, ngày nào có nỗi cực nhọc của ngày đó, đừng để nỗi cực nhọc của ngày mai lấn qua ngày hôm nay. Ông giám đốc một công ty quan trọng ở Mỹ cũng chủ trương như vậy, khuyên đừng bao giờ đem hồ sơ về nhà. Chính ông cũng để hết cả hồ sơ tại sở. Và bảo như vậy đỡ mệt một cách vô ích, mà mỗi tối có một chút thời giờ rảnh để làm những việc ông thích. Paavo Nurmi, người Phần Lan, giật giải quán quân về môn chạy, cũng theo phương pháp đó trong khi luyện tập. Ông ta chạy đua với đồng hồ, nhưng tới một giờ nào đó thì thôi, và ông ta đoạt được những kỷ lục phi thường. Vậy phải biết, tan giờ rồi thì quên nghề của mình đi. Trong lúc nghỉ ngơi, nếu óc còn lợn vợn nghĩ tới nó thì phải cương quyết gạt phắt đi,
Để cho trí óc nghỉ ngơi thì nó minh mẫn, làm việc được nhiều kết quả hơn, rốt cuộc có lợi về thì giờ hơn. Đừng do dự. Tính tới tính lui, suy nghĩ hoài về mọi khía cạnh của một vấn đề thì chỉ sinh ra do dự mà chẳng nên việc gì cả. Các nhà đại doanh nghiệp do kinh nghiệm mà thấy rằng tốt hơn là lấy cây viết hoặc cục phấn ghi lên trên giấy trắng hoặc bảng đen những cái lợi và hại, những lý lẽ nên và không nên của mỗi vấn đề. Phải biết trình bày lợi và hại một cách khá hiển nhiên để dễ rút ra được một kết luận. Chẳng hạn mỗi cái lợi cho một điểm lớn hay nhỏ, tùy quan trọng nhiều hay ít, hại cũng vậy, rồi cộng bên lợi bên hại xem bên nào nhiều điểm. Về những thứ yếu, thuật quyết định mau là một cách chắc chắn nhất để lợi thì giờ. Riêng phần tôi đã tập thói quen đó từ hồi mê hướng đạo. Anh trưởng đoàn của tôi đôi khi giao chúng tôi một số tiền, cấm không được tiêu quá, rồi bảo chúng tôi lại một tiệm ăn có rất nhiều món tha hồ lựa chọn. Cách luyện tập đó rất có hiệu quả. Bây giờ tôi biết lựa các món ăn một cách hợp lý, trong một thời gian kỷ lục không bao giờ do dự giữa hai món đều thích ngang nhau. Thì giờ phí vào việc ngắm nghía tờ thực đơn trong khách sạn để dùng vào việc khác có lợi hơn. Thuật quyết định mau đó có thể áp dụng vào vô số khu vực hoạt động trong đời sống hàng ngày. Quyết định chung. Ai cũng biết rằng khi có một quyết định quan trọng thì rất khó làm cho mọi người trong nhóm, dù nhóm đó là gia đình, nhân viên trong sở, trong xưởng hoặc hội viên một hội đồng ý với nhau được. Không ai muốn phục tùng các người độc tài, dù người đó là bạn đồng sự hoặc người thân trong gia đình, mà lại càng không muốn bị đặt vào một tình thế, một là phải theo, hai là phải ra khỏi nhóm. Trong một chế độ dân chủ, thiểu số phải phục tùng đa số, nhưng phải bỏ phiếu ra sao cho khỏi mất thì giờ quá. Đây là vài lời khuyên của những nhân vật có kinh nghiệm. Trong một xí nghiệp, những cuộc hội họp vào buổi chiều, khi tan sở, ít khi kéo dài bằng những cuộc hội họp vào buổi sáng, vì ai cũng muốn cho mau xong để về nhà. Ít ai muốn phát biểu ý kiến để chẳng nói gì cả. Mọi người ráng đi thẳng vào vấn đề, không muốn mất thì giờ vào những việc không quan trọng. Như vậy, chỉ trong một giờ là giải quyết xong, còn như họp vào buổi sáng thì phải mất 3 giờ. Theo một ông giám đốc nhiều tờ báo thì các cuộc hội họp đứng cũng mau kết thúc hơn các cuộc hội họp ngồi. Đáng lẽ gom các viên cộng sự vào một phòng, ông ấy đi lại từng nhóm người để hỏi ý kiến. Đứng nói chuyện thì bớt được hết những nghi thức trong một cuộc họp chính thức, tránh được những lời rỗng tuếch. Ai cũng đi thẳng ngay vào vấn đề mà sự quyết định tối hậu được dễ dàng. Người nói và người nghe mà cùng đứng thì ít ai hùng biện, thao thao bất tuyệt lắm, trừ khi đăng đàn diễn thuyết. Nên đi thẳng vào vấn đề. Một nhà kinh doanh có tiếng tăm bảo tôi rằng muốn tránh những cuộc tranh biện bất tận thì không gì bằng mời hội họp ngay trước bữa trưa. Người ta giải quyết vấn đề rất mau và trong bữa ăn, chuyện trò với nhau vui đáo để. Dùng thuật đó tiết kiệm được 50% thời giờ. Nhà sản xuất phim nổi danh Samuel Roladurin trái lại bỏ bữa tiệc trong các cuộc hội họp đi, cho nó là phí thì giờ vô ích. Ông ta mời họp từ 13 giờ tới 13 giờ rưỡi, hạn chế thật gắt thời gian bàn cãi. Thế là chẳng còn ai trổ tài hùng biện được nữa. Nhiều người bận việc quá cũng bỏ lệ mời ăn sau buổi họp, trao đổi ý kiến bằng thư từ hay điện đàm. Kết quả cũng như hội họp mà đỡ tốn thì giờ hơn. Một kỹ nghệ gia quen tôi đã nảy ra cái ý dùng một chiếc đồng hồ đánh thức để chấm dứt các cuộc họp về công việc làm ăn. Ông ta cho rằng vấn đề nào đã không giải quyết được trong một thời gian định trước thì tức là tế nhị quá, không thể giải quyết một cách tập thể được. Cần nói chuyện tay đôi với từng người một. Một cuộc họp chuẩn bị kỹ thì bằng hai những cuộc hội họp không chuẩn bị. Các ông giám đốc có kinh nghiệm không khi nào đưa một vấn đề ra bàn cãi mà không chuẩn bị kỹ. Chương trình bàn cãi thường gồm 4 điểm. 1. Nghiên cứu kỹ lưỡng các dữ kiện của vấn đề. 2. Nguyên nhân của vấn đề. 3. Xét các giải pháp đưa ra. 4. Đề nghị hoặc khuyến cáo. Dù là trong một cuộc hội họp hoặc trong một cuộc điện đàm, nhớ 4 điểm đó thì mau có kết quả cụ thể mà đôi khi tránh được một khoáng đại hội nghị.
trong một cuộc hội họp cần quyết định những việc quan trọng. Muốn tránh những tranh biện, cãi vã thì đừng nên phân tích những lỗi nhầm cũ. Chỉ nên vắn tắt nhận rằng trước đã có lỗi nhầm. Và bây giờ phải dùng toàn lực vào việc kiếm tìm một giải pháp mới. Hễ không có chương trình nghị sự thì đừng họp. Ít có người Mỹ nào thành công rực rỡ trên chính trường bằng bà Anna Rosenberg, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và chủ sự quân đội thực ngạch. Vậy những lời khuyên của bà để tránh phí thời giờ đáng coi là có giá trị đặc biệt. Những lời đó như sau. 1. Đừng bao giờ triệu tập một cuộc hội họp lâu quá 15 phút mà không định cho thật rõ chương trình nghị sự. 2. Đừng dự một cuộc hội họp nào để bàn về một vấn đề nhất định nếu chúng ta không có ý kiến gì minh bạch để góp vào cuộc bàn cãi. 3. Đừng làm cái gì có thể hoãn lại sự quyết định, nhất là khi mình thấy là cuộc tranh luận đã hướng về một chiều quyết định nào rồi. 4. Đừng bao giờ tiếp ai nếu người xin ý kiến không cho biết rõ mục đích. Như vậy mình có thì giờ suy nghĩ trước về vấn đề, sẽ không chưng hửng, bất ngờ, mà có thể hạn chế thời gian tiếp kiến được. Đừng để cho người vô ý kiến hiểu rõ vấn đề hơn ta, chuẩn bị cuộc tranh luận kỹ lưỡng hơn ta, như vậy sẽ lợi được nhiều thì giờ. Đừng mất thì giờ vào các chuyện cãi lộn trong gia đình. Nên mỗi tuần họp cả gia đình một buổi, chẳng hạn tối thứ bảy, để giải quyết tất cả các việc chung, lớn và nhỏ, dồn lại suốt trong tuần. Đừng phí sức vào những cuộc tranh biện xảy ra hàng ngày, nhất là vào những lúc không tiện cho việc trao đổi ý kiến. Đừng mất thì giờ nghe những lời biện giải không hợp lúc. Cứ mỗi khi có chuyện gì xảy ra đáng bàn, thì ghi ngay lại, rồi để tới thứ bảy cùng xét một lần. Những chương trình phát thanh hoặc truyền hình, chẳng hạn, thường gây những cuộc cãi vã trong những gia đình đông người. Người thích chương trình này, người thích chương trình khác, không ai chịu nhường ai. Tại sao ta không thỏa thuận với nhau mà lập trước một chương trình cho cả tuần? Nhiều vấn đề có thể giải quyết êm thấm bằng cách đó, vừa tránh được những lời qua tiếng lại, mà lại vừa tiết kiệm được thời giờ cho mỗi người. Ai cũng được một lúc rảnh, khỏi phàn nàn rằng muốn điên đầu vì làm việc không hở tay từ sáng đến tối.